Đội tuyển Trung Quốc đã có chiến thắng 2-0 nhưng người hâm mộ và báo chí nước này đều cảm thấy chạnh lòng khi đội nhà phải chơi co cụm phòng ngự để chờ cơ hội phản công. Ngược lại, có không ít đánh giá tích cực về cách đội tuyển Việt Nam trình diễn lối chơi kiểm soát bóng khiến các cầu thủ Trung Quốc phải hì hục chạy theo trái bóng. Tờ Tân Dân của Trung Quốc viết, Việt Nam từng chỉ là đội bóng nhỏ ở châu Á, nhưng chơi ở thế cửa trên so với đội Trung Quốc. Các chỉ số trên sofascoi.com cho thấy các cầu thủ Việt Nam đã kiểm soát bóng đến 65% trong hiệp 1, cả trận là 63%, có tổng cộng 604 đường chuyền, nhiều gấp 1,7 lần, với tỷ lệ thành công lên đến 83% so với 76% của đội Trung Quốc. Mặc dù vậy, cũng phải lưu ý đội Trung Quốc trội hơn ở những cơ hội cụ thể và các cú sút nguy hiểm, trong khi chúng ta vẫn khá chật vật tiếp cận khung thành đối thủ. Bình luận viên Đặng Phương Nam phân tích, về mặt cơ bản, đội tuyển Việt Nam đang khá ổn ở phần sân nhà và giữa sân. Vấn đề của chúng ta là làm sao triển khai tiếp thì phải chờ. Nhưng bằng thông số chuyên môn và mắt nhìn có thể dễ dàng thấy hàng thủ tự tin dám cầm bóng, bật nhà 1-2 khiến cầu thủ Trung Quốc chạy theo bóng. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu để kiểm soát khu vực từ giữa sân. Còn làm sao để đưa bóng tiếp cận khu vực cấm địa thì chúng ta chưa thực hiện được. Sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Xie tỏ ra hài lòng, tôi cho rằng ông nói thật. Là chiến lược gia có tâm thế của nhà truyền giáo. Cách ông Chu Xie tiếp cận các trận đấu rất khác với chúng ta. Huấn luyện viên khác có thể sẽ xem trận gặp Trung Quốc như sinh tử vì ý nghĩa của nó thì trong mắt phù thủy trắng đó chỉ là trận giao hữu đơn thuần để thử nghiệm. Vẫn đang như một công xưởng ngổn ngang, nơi huấn luyện viên Chu Xie vẫn loay hoay lựa chọn nguyên vật liệu, tìm điểm kết nối để ráp các bộ phận lại với nhau. Điểm hạn chế lộ rõ trong hiệp 2 khi đội Trung Quốc bắt bài ý đồ Hoàng Đức lùi xuống kéo người để tuyến giữa Việt Nam phát bóng dài ra sau lưng hàng thủ đối phương. Tuấn Hải và Văn Toàn sau đó bị bắt chết và chúng ta không còn tạo ra cơ hội đáng kể nào trong cảnh hai biên tiếp ứng bóng dưới mức yêu cầu. Bình luận viên Đặng Phương Nam đánh giá, các bàn thắng gần đây của đội tuyển Việt Nam đều xuất phát từ hai biên của Tấn Tài, Văn Hậu. Hai biên của chúng ta đã không chơi ấn tượng trước đội Trung Quốc, nhưng là trong cảnh đội tuyển Việt Nam đang tập kiểm soát bóng. Định vị cách chơi của đội Việt Nam và Hoàng Đức đang là công trình thú vị nhưng còn dở dang. Cậu ấy có thể cùng Tuấn Anh, Hùng Dũng tạo ra tam giác huyền ảo ở giữa sân nhưng ngược lại chúng ta mất một tiền đạo mục tiêu vì Văn Toàn, Tuấn Hải là tiền đạo cánh. Tôi thấy từ khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Chu Xie đang từng bước hoàn thiện lối chơi, đầu tiên là vị trí thủ môn và ba trung vệ, sau đó kết nối với hai biên và tiền vệ trung tâm. Sắp tới, chúng ta sẽ chờ xem đội Việt Nam xây dựng lối chơi từ khu trung tuyến đến 1/3 sân đối phương. Đương nhiên, ở đợt tập trung này đội Việt Nam chưa có đầy đủ con người tốt nhất để tạo ra lối chơi tốt nhất. Tất cả vẫn phải chờ xem liệu cuộc cách mạng này của phù thủy trắng có phù hợp với con người của Việt Nam hiện tại hay mãi mãi sau này. Tuy nhiên, tầm nhìn của ông Chu Xie là World Cup 2026, nơi lứa Văn Khang, Minh Trọng, Văn Cường, Đình Bắc, Thái Sơn, Tuấn Tài, cứng cáp.